Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị nghe trình bày báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025. Dự thảo báo cáo tổng kết đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030. Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045. Dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông xây dựng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh trong những ngày có đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, nên cần phải tăng cường công tác phòng dịch. Bên cạnh đó, cần lưu ý đến những hạn chế còn tồn tại như việc xử lý chất thải y tế, tạo cơ chế thu hút và giữ chân đội ngũ bác sĩ giỏi, tạo điều kiện về đất để xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe. Các địa phương cần quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa các thiết chế văn hóa, đặc biệt là các nhà văn hóa thôn. Đối với quy hoạch tỉnh Hưng Yên, phát triển đô thị cần quan tâm đến 3 vấn đề lớn là công nghiệp, dịch vụ và việc làm. Từng huyện phải tập trung xây dựng, quy hoạch để địa phương mình đẹp lên. Sở Giao thông Vận tải khẩn trương lập quy hoạch đường hai bên đường 5 cao tốc.